Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017. Mời quý vị theo dõi phần tin vắn kinh tế. Tham gia triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam, công ty cổ phần kỹ thuật số SBC đã giới thiệu đến khách hàng những dòng sản phẩm chủ lực như máy in UV dạng cuộn khổ 3,2m, máy in tốc độ cao, các dòng máy thương hiệu MK, máy in bạc và đề can kết hợp. Các sản phẩm của công ty được nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, có tính năng ít tốn mực, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đảm bảo tốc độ và chất lượng bản in. Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phân phối máy móc và vật tư cho ngành quảng cáo, in chuyển nhiệt và ngành dệt may, công ty luôn nhận được sự tín nhiệm cao của các đối tác. Hiện các sản phẩm của công ty được phân phối rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.